Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên thì Quang Minh Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay là cái ngày cuối tuần cũng rất là bận, thì hôm nay có làm những bộ dây để trả hàng cho anh em. Đó, giờ này cuối năm rồi, Tết đến xuân về, rất nhiều anh em có những trải nghiệm mà muốn nâng cấp những cái bộ dàn của anh em, thay thế cho những cái dây loa, những cái dòng dây mà đã kém chất lượng, cũ hỏng của anh em cũng muốn nâng cấp lên những dòng dây chất lượng hơn. Hôm nay thì cũng trả hàng cho anh em một số cái bộ dây loa cho anh em. Thì trước khi gửi hàng cho anh em thì cũng quay lại giới thiệu cái clip này, giới thiệu cho những anh em cùng tham khảo những cái dòng dây loa chất lượng cao đó. Và cái mẫu dây hôm nay anh em sử dụng rất nhiều, là rất nhiều tôi, là cái dòng dây loa Maxitox, một dòng dây loa đến từ một trong những thương hiệu rất là lớn ở trên thế giới. Maxitox sản xuất những thiết bị âm thanh thì đã đến tay rất nhiều anh em chơi đam mê audio, và chất lượng thì cực kỳ đảm bảo. Và dây loa Maxitox cũng vậy, là một trong những dòng dây loa bãi của Mỹ đấy, chất lượng cao đó anh em nhỉ. Đấy, một những dòng dây mà khá là lớn đấy, có thể nói là to ngang ngón tay cái thôi đấy, khá là lớn anh em nhỉ. Dòng một màu xanh thì truyền thống của dòng dây loa Maxitox đó anh em nhá. Đó, dòng này là chống nhiễu một chiều anh em nhá, chống nhiễu một chiều theo chiều mũi tên này đó anh em nhá, chống nhiễu một chiều đấy, cho chiều mũi tên này. Đồng đầu mũi tên này là bắt đầu từ âm ni, cuối mũi tên là ra loa anh em nhé. Đó, anh em cứ theo chiều này. Đó, ví dụ chiều này là bắt đầu, đây là đầu này, cho bác này bụng bắp chuối này cắm âm ni, còn đầu còn lại kia là cắm ra loa. Đó, anh em nhìn theo chiều mũi tên, hãy sử dụng dây loa Maxitox này cắm theo chiều mũi tên để khai thác tối đa chất lượng của dòng dây Maxitox để mang lại anh em nhé. Đó, anh em thấy là thông số trên dây này, ở chiều mũi tên Maxitox Interesting Cap Speaker Made in USA, hàng bãi Mỹ anh em nhá, hàng bãi Mỹ, dây chất lượng cao của Mỹ đó anh em nhá. Đó, nhiều anh em có dùng những bộ này đấy, cái bác này bắt đặt tôi bộ này là phun đầu bắp chuối đó, phun đầu bắp chuối rằng bắp chuối carbon này đó, rất là đẹp mất luôn đấy. Hoặc là những cái bộ này anh em có thể yêu cầu rồi, đây cũng bắp chuối carbon, nhưng mà bắp chuối dòng bắp chuối carbon trắng này đó. Dòng này thì anh có yêu cầu tôi bọc thêm sắc rắn thì tôi sẽ bọc thêm sắc rắn cho anh em đó, tôi sẽ DIY theo yêu cầu của anh em đó. Đấy, những bộ này thì cao cấp rồi, hoặc những cái bộ này thì chất lượng nó cũng ngang vậy, nhưng đầu rắc thì lại đầu rắc này thì giá thành thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó, tôi sẽ cụ thể cho anh em. Đó, đầu rắc mỏ chim này, hoặc cũng bộ là đầu rắc bắp chuối này, đó, bộ bắp chuối này, đó, rất nhiều. Đó, các anh em dây Maxitox này là bốn lõi dẫn này, anh em nhiều anh em cũng có thể đánh DIY đều được anh em nhá. Đó, rất là tiện dòng này cho anh em đánh DIY được cơ. Đó, đó. Và sau đây thì tôi sẽ cùng anh em khám phá, cùng cắt một cái cốt dây ra để cho anh em cùng tìm hiểu xem cấu tạo và kết cấu của cái dòng dây Maxitox này thì bao gồm những phía trong là bao nhiêu lõi và mỗi lõi thì có cấu tạo như nào anh em nhé. Xin mời anh em. Đó, có những cái phôi dây này nhiều anh em không cần đầu rắc, và các anh em có thể cần những cái phôi dây này về anh em tự tay DIY đó. Phôi dây là tôi gửi cho anh em thôi. Đó, đây anh em nhỉ, quay lại cho anh em xem cái phôi dây còn nguyên chưa hoàn thiện đầu rắc hoặc là cái đó anh em. Đó, dây Maxitox anh em nhá. Thông số này. Đó, đây khá lớn anh em này. Đó là 4 lõi anh em nhá, 4 lõi chia 4 màu khác nhau, xanh, đỏ, trắng, đen. Đó, và tôi sẽ cắt ra ở phía trong đây để cho anh em xem kết cấu ở đây. Đó anh em ơi. Đó, anh em về tự tay DIY được đấy. Bác này thì cũng ở Hải Phòng, bác cũng giao lưu tôi rất nhiều sản phẩm mà dây loa Maxitox này, cũng anh em cũng biết cách để đi qua, nên là tôi gửi cho bác cái phôi dây thôi. Đây thì cắt ra cho anh em cùng tham khảo. Anh em chỉ khứa lớp ngoài cùng em vừa đến xong rồi tách ra này nhá, để không làm ảnh hưởng đến kết cấu phía lõi của dây anh em nhá. Đó anh em nhá, lớp ngoài này khá là chắc luôn anh em. Đó, đấy, phía ngoài lớp cao su rất là dày dặn này, bảo vệ dây. Đó anh em thấy không? Một lớp cao su đặc trưng của dòng loa Maxitox bãi Mỹ. Đó, rất là dày dặn, đó, đó, bảo vệ lõi phía trong cực tốt luôn. Đó, phía trong một lớp giấy chống ẩm này, nó đứt đều. Đó, kế tiếp đến là những cái sợi dù này, sợi vải dù nhiều sợi này để chống đứt cho dây. Đó anh em nhá, chống đứt cho dây. Những cái sợi này thì không cần thiết thì chúng ta sẽ bỏ đi, về anh em DIY anh em sẽ bỏ những cái đi anh em nhá. Đó, bỏ những cái sợi rồi không cần thiết thôi đi. Đó, và sau này anh em nhá, 4 lõi dẫn cực kỳ lớn, mỗi lõi này có tiết diện 2,5 ly anh em nhé, 4 lõi dẫn cực kỳ lớn luôn. Đó, và tôi sẽ tước ra phía trong ra để cho anh em xem cái cốt dây của cái dòng Maxitox này. Đó, anh em có, nếu không tìm tuốt thì anh em có thể về sử dụng những cái dao rồi với anh sẽ khứa quanh này. Ở đây tôi chuyên DIY dây loa cho anh em. Đó, tôi sẽ tước ra như này, tước ra những cái đầu dây này, cốt dây này cho anh em. Đó,
tôi có cái kìm này tức rất đơn giản. Đó. 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 Anh em không? Tôi sẽ quay một lõi chính thôi để cho anh em tham khảo trong bốn lõi anh em nhớ. Đấy, nhất là nhiều sọ, lõi đồng, lõi đồng rất nhiều sọ. Rất là tươi, mềm anh em ơi, đồng sáng choang. Đó. Đó anh em thấy không? Và ở phía giữa, chất lượng dòng này là dùng nha, đấy, anh em nhìn này, đồng vàng nha. Ở giữa, phía giữa này được bọc một sợi tét lông chống cháy anh em nhá, một sợi mạ bạc bọc tét lông chống cháy. Anh em về DIY cũng phải cứ đưa ra. Đó anh em nhìn nha, tôi sẽ lấy cái đầu dưới này. Đó. Anh em nhá, tôi sẽ tước cái đoạn này ra, tôi sẽ cắt từ tước ra. Đó anh em nhá, bọc một lớp nhựa này. Đó, anh em về mà tự tay DIY anh em phải bóc lớp này ra nhá. Đó, thì mới lấy cái sợi bạc ở trong. Đó, anh em nhìn, sợi bạc đồng trùng. Đó, đó. Cực kỳ sáng luôn, đấy, lõi đồng này, đấy. Ở giữa giữa những cái sợi đồng này là một lõi đơn bạc, đấy. Sợi đồng rất là tươi mềm, đó anh em ơi, cốt dây của nó, một lõi này được 2,5 ni, anh em nhá, cỡ 2,5 ni, anh em có thể về chia theo màu, ví dụ anh em tôi trường hay chia cho em, anh em tôi sẽ để cho màu đỏ, màu đen hoặc trắng lên em vào, sau tôi sẽ xoắn lại này, đấy, một lõi, bên này cũng vậy, tương tự như vậy, một lõi, đó. Rất là dễ thôi anh em, đó anh em cũng thêm có thể về tự tay DIY cho mình được. Đó, rất là nhiều loại này, đó, xoắn như này thì loại khá là lớn, đó anh em nhá, đó, đó, đó. Xin đó, giới thiệu cho anh em cốt dây của Oxytoc đấy, để anh em về cũng có thể hướng dẫn anh em, để anh em về có thể tự tay mình DIY được những bộ dây loa này, đó anh em nhá. Và cái dòng dây loa Oxytoc này thì để cho anh em với giá cũng cực kỳ là tốt thôi, cũng báo giá luôn để cho anh em cùng tham khảo, để anh em lấy này, để anh em một này tôi để cho anh em cái mét dài. Ví dụ như là 190.000 trên 1 mét, bộ 2,5 mét, không đầu giáp. Chúng tôi sẽ DIY cho anh em để tặng con nhiệt cho anh em. Anh em mà cần về tự DIY tặng con nhiệt không, chúng tôi sẽ con nhiệt bọc cái này cho anh em. Đấy, bọc con này, bọc cho đen, trên con nhiệt đỏ đen này bọc cho anh em. Bộ 2,5 mét, mỗi vế 2,5 mét, tổng 5 mét, có giá là 950.000, không đầu giáp anh em nhé. Ví dụ những đầu giáp thông thường như bắp chuối này, còng cua, đấy, mỏ chim, đầu giáp đồng như này, 200.000 trên bộ, 1.150.000. Còn những đầu carbon này sẽ đắt hơn, đó, carbon màu vàng này, carbon màu trắng này thì đắt hơn rất là nhiều, đó anh em nhé. Những bộ này thì 2,5 mét thì có đầu rắc như này, có giá là 1,6 triệu một bộ 2,5 mét như này, anh em nhé, đó, bộ này gửi ra 1,6 triệu, đó. Và anh em yêu cầu thì chúng tôi sẽ bọc thêm sắc rắn này cho anh em, bọc thêm sắc rắn này cho anh em thôi, đó, 10.000 mét để bọc hộ anh em thôi, đó, bộ như này thì 1,650 triệu, full đầu rắc, bắp chuối, carbon chất lượng cao này anh em. Đó, bọc sắc rắn luôn cho anh em. Đó. Ngoài ra anh em cũng có thể đánh BY cái bộ này. Đó, tôi bỏ cái bộ trên này ra. Đó, bộ này đánh BY đây anh em. Đấy, nó đánh BY. Đấy, đánh BY này anh em. BY đầu này anh em có thể để bắp chuối, càng cua, mỏ chim đều được. Đó, trên này chỉ cần co nhiệt ở đây thôi. Đó, được thôi, là rất là đẹp nó. Đấy. 4 đầu ra 8 đầu đánh BY anh em nhá. Đấy. Anh em có thể yêu cầu chúng tôi thi công theo thiết bị của anh em như nào được anh em nhá. Đó, và mọi thông tin thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại 0944737321 nhé. Đó, và tôi dùng Zalo số luôn, sẽ tư vấn cho anh em 24/24. Đó. Và anh em nào ở Hà Nội thì cũng có thể qua tất cả các cơ sở chúng tôi, Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên hoặc một cơ sở ở trong Sài Gòn, trong quận 7 anh em nhé. Đó, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.